Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nữ gấp 3 da đà điểu, da thật 100%. Dòng da này là da lưng da đà điểu nha mọi người, nên nó sẽ có những dấu chân lông rất là đẹp. Thì da đà điểu là thường phải có dấu chân lông như thế này thì nó mới rất là đẹp nha mọi người, và nó mới có giá trị. Thì đây là loại ví da đà điểu cao cấp. Thì hôm nay bên mình có mình giới thiệu đến cho các chị em một sản phẩm hàng cao cấp. Thì da đà điểu nó cũng giống như các loại da khác thôi, nó có độ bền rất là cao. Đường chỉ được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Đây là ví gấp 3 nha mọi người, nó gấp lại 3 lần. Dòng ví này ở trong thì nó có rất là nhiều ngăn nha mọi người, trên nắp nó cũng có ngăn. Thì loại ví này không đựng được điện thoại nha mọi người, tại vì nó sản xuất ra thì không để đựng điện thoại được, nó chỉ đựng được tiền thôi. Ở trong nó thì nó có rất là nhiều ngăn nha mọi người, nó có rất là nhiều ngăn để đựng thẻ, nó có là rất là nhiều ngăn cho mình đựng thẻ và các loại giấy tờ như căn cước công dân, cầu quẹt xe đều được hết nha mọi người. Và nó có một ngăn giấy kéo thì để cho mình đựng những món đồ quý giá mình bỏ vào khóa lại một cách an toàn. Nói chung là dòng ví thì rất là nhiều ngăn cho ai thích hợp mà được có nhiều thẻ đó thì mình đựng dòng ví này rất là ok. Thì dòng ví này cũng đựng được khá nhiều tiền nha mọi người, nếu mà đánh giá càng lớn thì mình đựng được càng nhiều. Nó không đựng được điện thoại thôi, do nó không sản xuất để dành cho điện thoại nha mọi người. Và mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862452078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo về chủ đề da.